Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18 tháng 1 tố cáo Hoa Kỳ đang cố gắng kiềm chế cả Nga và Trung Quốc với sự giúp đỡ của các nước khác, nhưng Nga-Trung đã cảnh giác với trò chơi này. Ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo rằng phương Tây coi Nga và Trung Quốc là mối đe dọa. Nga là mối đe dọa hiện tại và Trung Quốc là đối thủ có hệ thống về lâu dài. Ngoại trưởng Nga nói Washington không đủ sức mạnh để kiểm soát cả hai quốc gia cùng một lúc, nên đang huy động châu Âu, Nhật Bản và các nước khác tham gia. Ông còn tố cáo rằng phương Tây đang cố gắng chia rẽ Nga và Trung Quốc. Phương Tây đang cố gieo rắc bất hòa trong quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi và Trung Quốc đều thấy tất cả những trò này. Bình luận của Lavrov cho thấy tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ với Trung Quốc đối với Nga vào thời điểm quân đội nước này đang gặp khó khăn ở Ukraine và các liên kết kinh tế với phương Tây đã bị phá vỡ bởi các làn sóng trừng phạt liên tiếp. Ông Lavrov nói mối quan hệ với Bắc Kinh chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế và hai nước đang chuyển một lượng lớn hoạt động thương mại sang đồng tiền quốc gia của mình để giảm sự phụ thuộc vào phương Tây và tránh bị trừng phạt. Nga và Trung Quốc đã ký một quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2 năm ngoái và các liên kết kinh tế của họ đã bùng nổ khi các mối liên hệ của Nga với phương Tây bị thu hẹp. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai thừa nhận rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có quan ngại về các hành động của Nga ở Ukraine. Ông Lavrov cho rằng phương Tây đang ngày càng tìm nhiều cách để chọc tức Trung Quốc. Họ đã vạch rõ lập trường của mình đối với Đài Loan, điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Trung Quốc và lập pháp quốc tế. Họ đang tìm kiếm ngày càng nhiều cơ hội để chọc tức Trung Quốc ở Tây Tạng, Tân Cương và Hồng Kông. Vì vậy, Trung Quốc thực sự rõ rằng việc ở lại trong hệ thống phương Tây và hoàn toàn phụ thuộc vào phương Tây sẽ tiềm ẩn những rủi ro rất nghiêm trọng đối với lợi ích quốc gia cơ bản của sự phát triển của Trung Quốc. Ít nhất 16 người bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, các quan chức cấp cao khác và 3 trẻ em thiệt mạng hôm 18 tháng 1 khi một chiếc trực thăng rơi gần một nhà trẻ bên ngoài Kiev. Chiếc trực thăng được phát ngôn viên lực lượng không quân mô tả là chiếc Super Puma của Pháp đâm sầm vào một tòa nhà ở Brovary, phía đông bắc thủ đô Ukraine. Máy bay rơi gây ra một đám cháy lớn và toàn bộ một phía của tòa nhà mẫu giáo địa phương bị cháy thành than. Thống đốc khu vực Kiev cho biết trẻ em và nhân viên có mặt bên trong nhà trẻ lúc xảy ra vụ tai nạn vào sáng ngày 18 tháng 1. Cảnh sát trưởng quốc gia xác nhận rằng Bộ trưởng Nội vụ Denis Monastirsky, người được bổ nhiệm dưới thời ông Zelensky vào năm 2021, đã thiệt mạng. Cấp phó của ông là Thứ trưởng Yevgeny Enin cùng các quan chức cấp cao khác của Bộ Nội vụ cũng qua đời. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko phát biểu từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ nói ông Monastirsky là một người rất yêu nước và đã làm rất nhiều điều cho Ukraine. Các quan chức cho biết còn quá sớm để xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Không ai nói nguyên nhân là do Nga tấn công. Ukraine cần tăng đáng kể vũ khí vào thời điểm then chốt trong cuộc xâm lược của Nga và sự hỗ trợ như vậy là cách duy nhất dẫn đến một giải pháp hòa bình quả thương thuyết, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố ngày 18 tháng 1. Các nhà lãnh đạo quốc phòng từ khoảng 50 quốc gia và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ họp tại căn cứ không quân Ramstein của Đức vào ngày 20 tháng 1. Cuộc họp mới nhất trong một loạt các cuộc họp kể từ khi lực lượng Nga tràn vào Ukraine gần 11 tháng trước. Trả lời phỏng vấn của Reuters bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Stoltenberg nói: Đây là thời điểm then chốt của cuộc chiến và cần phải tăng cường hỗ trợ đáng kể cho Ukraine. Nếu chúng ta muốn có một giải pháp hòa bình được đàm phán vào ngày mai, chúng ta cần cung cấp thêm vũ khí ngày hôm nay. Trọng tâm của cuộc họp tại Ramstein dự kiến không phải là những gì Hoa Kỳ sẽ cung cấp, mà là liệu Đức có dỡ bỏ phản đối việc gửi xe tăng chiến đấu Leopard tới Ukraine hay ít nhất là chấp thuận việc chuyển giao chúng từ các nước đồng minh hay không. Ông Stoltenberg vẫn thận trọng về chủ đề này, nói rằng các cuộc tham vấn vẫn đang tiếp tục, mặc dù ông hoan nghênh quyết định của Anh điều động xe tăng Challenger tới Kiev. Tuần này, Anh đã tăng áp lực lên Berlin bằng cách trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên gửi xe tăng phương Tây, cam kết cung cấp một đội gồm 14 chiếc Challengers, nhưng Leopards được coi là lựa chọn tốt nhất để cung cấp cho Ukraine một lực lượng xe tăng quy mô lớn. Kiev cho biết họ hy vọng các loại vũ khí mới của phương Tây sẽ mang lại cho họ đà tiến quân sự mới cho năm nay, đặc biệt là xe tăng hạng nặng sẽ giúp quân đội của họ cơ động hơn và được bảo vệ để vượt qua các phòng tuyến của Nga ở phía đông và phía nam của đất nước. Ngoài xe tăng, ông Stoltenberg nói Ukraine cần thêm các hệ thống phòng không
và thiết giáp, cũng như đạn dược, phụ tùng thay thế và khả năng bảo trì để đảm bảo rằng các vũ khí hiện có của họ tiếp tục hoạt động. Ông cho biết tình hình dọc các chiến tuyến đã ổn định trong những tuần qua, nhưng cuộc giao tranh ác liệt kéo dài ở thành phố Bakhmut ở phía đông cho thấy tầm quan trọng của việc cung cấp thêm vũ khí để hỗ trợ Ukraine. Nga đã tập trung ở Bakhmut trong những tuần gần đây và vào tuần trước tuyên bố đã chiếm thị trấn khai thác mỏ Soledad ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố. Tổng thống Nga Vladimir Putin không có dấu hiệu chuẩn bị cho hòa bình và do đó ông ấy phải nhận ra rằng mình không thể chiến thắng trên chiến trường. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Arnott đến thăm Kiev, gặp các quan chức Ukraine hôm 18 tháng 1 và thông báo cung cấp 200 xe bọc thép chở quân Senator tới Ukraine như một phần của gói hỗ trợ quân sự mới. Bộ Quốc phòng Canada cho biết trong một tuyên bố trước cuộc họp báo rằng Ukraine đã yêu cầu cụ thể các phương tiện này. Tôi vui mừng xác nhận rằng Canada sẽ tặng thêm 200 xe bọc thép chở quân Russell Senator cho lực lượng vũ trang Ukraine trị giá hơn 90 triệu đô la Canada. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói Ukraine cần tăng đáng kể vũ khí vào thời điểm then chốt trong cuộc xâm lược của Nga và sự hỗ trợ như vậy là cách duy nhất để đạt được một giải pháp hòa bình thông qua thương thuyết. Các nhà lãnh đạo quốc phòng từ khoảng 50 quốc gia và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại căn cứ không quân Ramstein của Đức vào thứ Sáu 20 tháng 1, cuộc họp mới nhất trong một loạt các cuộc họp kể từ khi lực lượng Nga tràn vào Ukraine gần 11 tháng trước. Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Janet Yellen nhất trí với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tăng cường trao đổi thông tin về các vấn đề tài chính và kinh tế vĩ mô trong cuộc họp kéo dài 2 tiếng rưỡi tại Zurich hôm 18 tháng 1, Bộ Ngân khố Mỹ loan báo. Bộ nói cuộc họp trực tiếp đầu tiên diễn ra một cách thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng. Vẫn theo nguồn tin này, đôi bên nhất trí tăng cường hợp tác về tài chính khí hậu trên cơ sở song phương và đa phương, chẳng hạn như trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, khối 20 nền kinh tế và APEC. Bộ nói thêm rằng bà Yellen mong sớm được đến thăm Trung Quốc. Ông Lưu nói Mỹ, Trung cần giao tiếp nghiêm túc và phối hợp về các vấn đề bao gồm biến đổi khí hậu và kinh tế và rằng ông đã sẵn sàng cho một cuộc trao đổi chuyên sâu. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết tăng cường liên lạc khi họ gặp nhau ở Indonesia vào tháng 11 năm ngoái. Ông Lưu, một người thân tín của ông Tập, vào ngày 17 tháng 1 kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu tập trung tại Davos cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới, từ bỏ cái mong gọi là tâm lý chiến tranh lạnh và mở rộng hợp tác quốc tế về các vấn đề như biến đổi khí hậu.